giám quyền lực tối cao, ai ai cũng phải khiếp sợ trong lịch sử Việt Nam. Thái giám là những người đàn ông đã tịnh thân, tức là cắt bỏ bộ phận sinh dục, cả cuộc đời làm nô bộc, hầu hạ hoàng đế và gia đình của hoàng đế trong triều đình. Trong sử sách và dân gian, người ta còn gọi thái giám là hoạn quan, công công, nội quan, nội thần hay nội giám. Nhiều người quan niệm rằng thái giám chỉ là một chức vị nhỏ bé thôi, để phục dịch trong chốn hoàng cung, là hạ đẳng và bị xem thường. Tuy nhiên, cũng có những nhân vật khác biệt. Trong thời đại phong kiến Việt Nam, lịch sử đã ghi nhận 3 vị thái giám tài năng và quyền lực bậc nhất của các triều đại, trong đó có cả người được phong là anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất. Hãy cùng điểm mặt đặt tên họ là ai trong video ngày hôm nay. 3 vị thái giám quyền lực ai ai cũng phải kinh sợ trong lịch sử của Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với Lý Thường Kiệt. Chỉ cần nghe tên Lý Thường Kiệt thôi, chắc chắn là không bạn trẻ nào không biết đến ông với tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà. Đây được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Đại Việt trên các vùng đất của mình. Thế nhưng, rất ít bạn trẻ biết được rằng ông thực chất là một hoạn quan, tức là thái giám vào triều đại nhà Lý. Bạn không tin ư? Cũng dễ hiểu mà thôi, bởi vì trong sách giáo khoa văn học cho đến lịch sử, khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường thì đâu có nói về điều này. Tuy nhiên, các bộ sử liệu vẫn còn ghi chép lại tỉ mỉ, cụ thể về việc Lý Thường Kiệt chính xác là một thái giám, dù cho nguyên nhân vẫn là một ẩn số. Để bắt đầu tìm hiểu về vị thái giám duy nhất là anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam, hãy cùng đến với một truyền thuyết được lưu truyền lại. Như trong một bộ phim thì đó là một quẻ xem tử vi hay xem tướng đoán vận mệnh gia tộc. Chuyện rằng Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 1105, tên tục là Ngô Tuấn. Tương truyền rằng cháu năm đời của Ngô Quyền là Ngô An Ngữ, cha của Ngô Tuấn làm tướng quân dưới thời vua Lý Thái Tổ. Gia đình ông ở phường Thái Hòa, ngay trước cửa Tây Hoàng Thành Thăng Long. Trong sách kể chuyện về quan thái giám trong lịch sử Việt Nam, có ghi chép rằng vợ của Ngô An Ngữ là bà Hàn Diệu Chi từng được một ông lão chỉ bảo rằng cái thai trong bụng bà là một ngôi phúc tinh xa xuống. Đây chắc chắn là một quý tử, một con người tuấn kiệt, uy danh lừng lẫy, không chỉ mang lại vinh quang cho dòng họ Ngô mà còn là phúc tinh của cả nước Nam này nữa. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng ông lão ngập ngừng, vẻ khó nói. Duy chỉ có một điều. Hàn phu nhân gặng hỏi mãi, ông lão mới nói. Duy chỉ có một điều, e rằng không có con nối dõi. Nói xong, sợ An phu nhân buồn bã, ông lão mới an ủi. Nhưng mà, dù chẳng có người nối dõi thì tiếng thơm muôn thuở cũng không dòng họ nào so sánh được. Hàn phu nhân ngẩn ngơ với những lời của ông lão, ngoảnh lại thì thấy ông đã đi mất rồi. Đến năm 1019, Hàn phu nhân hạ sinh được một bé trai rất khôi ngô tuấn tú. Ngô Án Ngữ thì quý lắm nên đặt tên con trai mình là Ngô Tuấn, với mong muốn sau này sẽ trở thành người tài ba, tuấn kiệt. Năm Ngô Tuấn 13 tuổi thì cha mất, cậu được chồng của cô là Tạ Đức đón về nhà nuôi nấng, cho ăn học đầy đủ, nghiên cứu các loại binh thư kim cổ cùng kinh điển của các nhà. Tạ Đức thấy Ngô Tuấn có chí hướng thì đem gả luôn cháu gái của mình là Tạ Thuần Khanh cho. Lớn lên, Ngô Tuấn được vào cung, giữ một chức nhỏ trong đội kỵ binh. Đến năm 1041, vua Lý Thái Tông trong lần đi săn đã tình cờ gặp Ngô Tuấn và rất yêu thích tài năng của chàng trai này. Vì biết Ngô Tuấn đã có gia đình nên vua mới nói, ta thấy người hình dung tài mạo tuyệt vời mà lại cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi. Ta muốn bổ ngươi vào ngạch thị vệ để luôn hầu cận bên ta. Nhưng muốn vào cung, người phải tự yếm hay là tự cung. Tuy nhiên, ta biết người đã có gia đình, vậy thì người hãy tự quyết chứ ta không có ép. Dù vua yêu cầu khá là khoai, nhưng mà thấy đây là cơ hội để đem tài năng của mình phục vụ cho giang sơn xã tắc, Ngô Tuấn quyết định nhập cung và bàn với vợ để bà có thể đi tìm hạnh phúc khác. Để chứng minh lòng thành của mình, ông đã quyết định trở thành thái giám, hầu cận vua. Đây là một nguyên nhân được hậu thế lưu truyền lại. Không hiểu lý do vì sao Ngô Tuấn hay Lý Thường Kiệt lại có quyết định phải nói là hết sức điên rồ như vậy. Anh em nào là đàn ông chuẩn men 100% thì chắc chắn là chẳng ai muốn bị thiến để nam không ra nam, nữ không ra nữ phải không nào? Nhất là trong thời đại phong kiến khắc nghiệt, chuyện sinh con đẻ cái, nối dài hương hỏa, nối dõi tổ tông là một điều cực kỳ quan trọng. Cái việc đàn ông liệt dương hay yếu sinh lý thôi đã là một tội rất nặng rồi, bôi nhọ gia tộc, chứ huống gì là vô sinh hay hoạn quan. Phải nói rằng, trong mắt thế gian, thái giám là người bị xem thường nhiều nhất, ngay kể cả trong dân gian, chứ chẳng riêng hoàng cung.
Ngày nay, cũng chỉ có những người chuyển giới thật là bản lĩnh mới sẵn sàng làm điều này, bởi điều tiếng xã hội vẫn còn vô cùng khắt khe và có cái nhìn không mấy thiện cảm với họ. Vậy đây có thực sự là nguyên nhân đủ lớn để Ngô Tuấn tự cung hay không? Chính vì điều đó nên có một giả thuyết khác đã ra đời. Rằng Ngô Tuấn hay Lý Thường Kiệt không phải tự nguyện mà là bị hại, dẫn đến cảnh trở thành thái giám. Một vài tài liệu sử sách khác cho biết, thời trẻ, Lý Thường Kiệt có mối tình với Dương Hồng Hạc, tức là Hoàng hậu Thượng Dương sau này. Song trước khi lấy Hồng Hạc, Thái tử Nhật Tôn đã được cảnh giác về việc họ Dương lộng quyền, có thể dẫn đến việc cướp ngôi vua. Vì vậy, Nhật Tôn không muốn gần gũi Hồng Hạc vì lo sợ rằng nếu có con sẽ trúng kế họ Dương. Do Dương Hồng Hạc không được chồng Đoái Hoài tới, nên bà muốn nhờ người tình cũ là Lý Thường Kiệt giúp Thái tử Nhật Tôn ở Đông Cung để được ban hồng ân. Có lẽ vì lo cho hậu vận nhà Lý Thường Kiệt đã không nhận lời giúp đỡ Hồng Hạc. Đó có thể là lý do khiến ông bị Hồng Hạc và Hoàng Thái Hậu thiên cảm ra tay bức hại trong một đợt tịnh thân tuyển hoạn quan vào cung. Cho đến tận ngày nay, nguyên nhân Lý Thường Kiệt tịnh thân vẫn là một ẩn số chưa được giải đáp. Nhưng mà dù sao đi nữa, ông vẫn là một nhà quân sự kiệt xuất, có tài thao lược lỗi lạc, lập được nhiều công lao, được đổi sang họ Lý, tức là mang họ vua. Từ đó thì mang tên là Lý Thường Kiệt. Ông làm quan qua ba triều Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Tuy rất được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ tài năng và lập nhiều công trạng cho đất nước, nhưng ông cũng bị không ít kẻ khinh thường chỉ vì nguyên nhân ông là một thái giám. Cho đến khi ông trở thành một danh tướng, chính trị gia lỗi lạc, nổi bật với ba chiến công, chinh phạt Chiêm Thành và bắt giữ vua Chiêm vào năm 1069, đánh Ba Châu khâm Ông Liêm của nước Tống năm 1075-1076, đánh bại quân xâm lược Đại Việt của quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy, tạo tiền đề cho sự phát triển cực thịnh của Đại Việt với sự ra đời của văn miếu Quốc Tử Giám cùng sự hưng thịnh của Đạo Phật. Quá là hiển hách luôn đúng không? Với những chiến công như vậy và tài năng xuất chúng của mình, từ đó không một ai dám mồm chó vó ngựa, dám móc mỉa xỉa sói đến xuất thân thái giám của ông nữa. Thế nên, tiền đề được tôn trọng không phải do xuất phát điểm của mình là ai, mà quan trọng là mình có thể làm được gì cho đất nước. 2. Hoàng Ngũ Phúc. Theo ngọc phả của họ Hoàng Đình ở Phụng Công, Yên Dũng, Bắc Giang có ghi lại thì Hoàng Ngũ Phúc sinh ra ở trấn Kinh Bắc, từ nhỏ đã mồ côi cha. Nhà thì nghèo, được người cậu ruột nhận nuôi, tự nguyện vào cung làm thái giám từ nhỏ. Lớn lên ở trong cung, Hoàng Ngũ Phúc thân cận với chúa Trịnh Doanh, có tài kiêm văn võ, được cân nhắc thăng tiến và lập được nhiều chiến công hiển hách. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục vào năm 1743, Hoàng Ngũ Phúc dâng 12 điều binh pháp lên chúa Trịnh Doanh. Vốn đã biết Ngũ Phúc là kẻ có tài, chúa liền cho thi hành. Đến năm 1754, Hoàng Ngũ Phúc đem quân đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chiếm Thuận Hóa và Quảng Nam, dùng mưu lực chấp nhận kế giảng hòa của Nguyễn Nhạc, giữ vùng đất phía Nam được yên. Không những vậy, ông còn có công mở mang đất Bắc Hà xuống phía Nam, lần đầu tiên đánh bật chúa Nguyễn khỏi Thận Quảng, khôi phục lại cương thổ như thời Lê Sơ, chấm dứt giai đoạn phân tranh Nam Bắc kéo dài tới tận hơn 200 năm. Dù đã lập công với chúa Trịnh là đánh bại quân Tây Sơn, nhưng Hoàng Ngũ Phúc cũng khá là thức thời. Vào tháng 7 năm 1775, cùng lúc dịch bệnh hoành hành, lại nghe tin Nguyễn Huệ thắng quân Nguyễn, chiếm lại Phú Yên. Ông biết Tây Sơn đã đủ thực lực đứng vững, quân Trịnh không thể nào diệt được. Nhất là khi quân của ông đi xa nhà, mệt mỏi và phát dịch bệnh, khiến khoảng 6.000 binh tướng lại chết. Ông đã phong chức cho Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn trưởng hiệu tráng tiết tướng quân, Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu tiền tướng quân. Biết mình không thể nào đương nổi việc quân tháng 9 năm đó, ông bí mật bàn với các tướng quân rút về. Hai tướng văn là Nguyễn Nhiễm và Nguyễn Lệnh Tân bàn nên rút về Quảng Nam và đặt quan trông giữ phần lãnh thổ chiếm được. Thế rồi, vì bỗng dưng phát bệnh, Hoàng Ngũ Phúc dẫn đại quân về Bắc, nhưng mà giữa đường ngã bệnh mà chết, thọ 64 tuổi. Về điều này, các sử gia đương thời cho rằng tiếc cho nhà Trịnh là Hoàng Đỗ Phúc chết khi mà đang thắng thế. Nếu không, rất có thể là ông ta đã làm lịch sử Việt Nam thay đổi không ít rồi. Và vị trí thứ ba, đó chính là Lê Văn Duyệt. Cha của Lê Văn Duyệt là ông Lê Văn Toại, là người huyện Trương Nghĩa, Quảng Ngãi, đã vào Tiền Giang lập nghiệp. Một lần Nguyễn Ánh bị quân của Nguyễn Lữ truy bắt ngoài biển, được Lê Văn Toại cứu mang. Lúc đó, gia đình Nguyễn Ánh có hứa sau này sẽ trở lại, mang con của ông Lê Văn Toại là Lê Văn Duyệt vào hầu. Sử cũ chép rằng Lê Văn Duyệt được coi là hoạn quan, nhưng mà ngay khi mới sinh ra, ông đã mang theo mình khiếm khuyết cơ thể rồi. Đó là bị thiếu đi bộ phận sinh dục, thuộc loại ái nam ái nữ, chứ không phải là vào cung chịu hoạn.
Đến năm 1780, Nguyễn Ánh xưng Nguyễn Vương ở Gia Định, đưa Lê Văn Duyệt theo bên mình làm thái giám. Năm ấy, Lê Văn Duyệt mới 17 tuổi mà thôi. Cuộc đời của Văn Duyệt từ đó gắn bó với Nguyễn Ánh suốt từ những năm tháng thất bại phải chạy trốn của Tây Sơn cho đến khi thống nhất Giang Sơn. Nhận thấy Lê Văn Duyệt có tài cầm quân, Nguyễn Ánh giao binh quyền cho ông, nhưng mà cũng không ngờ ông lại trở thành võ tướng rất xuất sắc. Nguyễn Ánh tin tưởng giao cho ông chỉ huy tả quân, nhiều lần giao tiết chế chỉ huy cả các danh tướng nữa. Đến năm 1801, Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt cùng binh tướng tiến đánh Thị Nại. Lê Văn Duyệt thấy gió nam thổi lớn và nước chảy vào trong đầm Thị Nại, lợi thế cho bên tấn công nên tiếp tục cho toàn quân tiến lên, giúp quân Nguyễn đánh thắng lớn trận này. Trận Thị Nại được quốc triều Sử Toát Yếu xem là võ công đệ nhất của nhà Nguyễn, còn được thế gian nhận định là trận thủy chiến hỏa công bậc nhất của Sử Việt vào hồi đầu thế kỷ thứ 19. Thắng trận thì Nguyễn Ánh cùng Lê Văn Duyệt tiến đánh chiếm thành Phú Xuân. Đến năm 1802, Lê Văn Duyệt chỉ huy binh tướng nhà Nguyễn tiến ra Bắc đánh bại Tây Sơn, nhà Tây Sơn sụp đổ từ đây. Sau này, Lê Văn Duyệt nhận mệnh đi kinh lược các vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Đến năm 1812, ông làm tổng trấn Gia Định, bảo hộ Cao Miên. Ông được trao uy quyền như một vị phó vương cai quản cả vùng Gia Định và miền Nam. Lê Văn Duyệt cũng có công tâu với triều đình cho đào kênh Vĩnh Tế. Đây là con kênh giúp tiêu úng và rửa phèn chua cho đồng ruộng, đồng thời giúp người dân thuận tiện đi lại, mang ý nghĩa to lớn về kinh tế lẫn quốc phòng cho đất nước đến tận ngày hôm nay. Thế nhưng, tiếc rằng sau khi ông mất, nhân vụ người con nuôi là Lê Văn Khôi khởi binh chống nhà Nguyễn, ông đã bị truy tội, mãi phải đến tận đời Tự Đức mới được phục hồi danh dự. Cuộc đời cũng thật là lắm gian truân phải không nào? Và mặc dù là thái giám, nhưng mà cả ba người trên đều là những cái tên sừng sỏ trong lịch sử. Họ có thể khiếm khuyết về gia thế, ngoại thân hay là con cháu, nhưng riêng về tài năng và bản lĩnh thì ba cái tên trong danh sách ngày hôm nay hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí là hơn rất nhiều các vị võ tướng đương thời.